Tiêu thiếu gia, tiểu tiên nữ còn nhỏ mà có nhiều tài năng như vậy. Liệu cô ấy có phải người mà chúng ta tìm không? Cố dạng, không thể. Người mà chúng ta tìm, tặng quà, tặng quà, tặng quà. Không tốt bụng như thế. Lão đại, có người tặng quà cho em gái chúng ta vượt qua chị xếp top một rồi. Đó là em gái tôi, từ khi nào thành em gái của cậu rồi? Lỡ lời lỡ lời. Cầu xin bỏ qua. Lão đại, chị vẫn nên xem ai giành top một của chị đi. Là ai cũng chả sao. Lấy lại top một không phải được rồi sao? Cạch. Lão đại, chị vừa tặng quà cho cố dạng vừa đẩy hót sớt tẩy trắng. Chị quên lúc trước con nhỏ trà xanh đó đã từng hãm hại chị như thế nào rồi à? tôi đã nói rồi nó là em gái của tôi không phải trả xanh hơn nữa hot sức không phải tôi làm là quy lần trước anh ta hách máy của em em vẫn chưa báo thù đâu lần này anh ta giúp cố dạng nhất định không có ý tốt gì lão đại em không thắng nổi anh ta chị giúp em báo thù đi ai bảo cậu tôi thắng nổi anh ta lão đại chị khiêm tốn quá rồi chị là hacker số 1 trên web đen. Mặc dù trước khi chị lên hạng 1, Quest đã hiếm khi xuất hiện. Nhưng nếu thật sự đấu, chị nhất định giỏi hơn anh ta. À, hơn nữa, nếu thật sự anh ta có ý đồ gây rối với tiểu tiên nữ, cho dù chúng ta không đánh thắng được thì cũng không thể bỏ qua cho anh ta. Dừng lại. Ha, xem anh có bản lĩnh này không? Lão đại, chúng ta vẫn không biết Quest có ý gì nhưng top một của chị lại bị người ta vượt rồi. ID tên là Tịch Tịch Thành Quyết. Tịch Tịch Thành Quyết. Không có cô ấy mỗi ngày, đêm nào cũng như Ngọc Quyết có khuyết. Có rất nhiều người thâm sâu khó lường có ý với em gái tôi. Xếp hạng tặng qua livestream. Đạo diễn Trần, anh xem này. Chủ đề về cố dạng và ảnh đế quý đã bùng nổ trên mạng có rất nhiều người đang tranh giành vị trí đầu bảng. Tặng quà trên livestream sắp hơn triệu rồi. Sau này cứ xếp họ vào một nhóm. Quay bọn họ nhiều hơn. Cứ quyết định thế đi, gọi bọn họ tới ghi hình đi. Không nhờ cố dạng thân là thiên kim tiểu thư lại gần gũi như này, cắt lúa lưu lát như vậy. Ảnh đế quý đừng nhìn chằm chằm vào tiểu tiên nữ nữa, nhìn bộ dáng không đáng giá của anh ấy kìa ngay cả bắt cá mà tiểu tiên nữ cũng biết chị còn gì mà mà em không biết không nguyễn yên đều là thiên kim nguyễn tên thật chật vật quan hệ giữa hai người họ tốt quá ăn đường rồi món nguyễn sở làm nhìn có vẻ rất ngon tôi thèm quá không ngờ tổ đạo diễn lại đứng về phía họ không thể để họ tiếp tục như thế này được cô và ảnh đế quý sao cổ phiếu thì đừng trách tôi sao xp kéo nguyễn sở xuống Em xin lỗi Tuấn Ninh. Em không giỏi nấu ăn như chị, chỉ có thể ủy khuất anh và em ăn những thứ này. Đừng nói như thế, cho dù em thế nào thì anh cũng thích. Em không giỏi nấu ăn thì anh có thể học. À đúng là cặp đôi, ngọt quá. Ha ha tiểu tam Nguyễn Sở muốn dụ dỗ tàu Tuấn Ninh bằng nấu ăn à, đáng tiếc anh ấy chỉ yêu yên yên. Đúng là khi người quá đáng chị họ chị nấu ngon lắm cũng may làm cho em ăn không phải cho người lòng lang dạ sói nào đó phải đáng tiếc mọi người nhìn không ra ai là người lòng lang dạ sói xem ra muốn hoàn toàn chữa khỏi tâm bệnh của chị ấy thì phải vạch trần thân phận tên khốn tào tuấn ninh và tiểu tam nguyễn yên chị đừng lo em sẽ cho mọi người biết sự thật trả lại sự trong sạch cho chị họ